Sự đáng sợ của Iran thể hiện ở chỗ họ hứa sẽ báo thù nhưng không phải ngay lập tức mà vào thời điểm và thời cơ thích hợp, khiến Israel không phòng bị. Sau vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei cho biết Israel sẽ bị trừng phạt vì các vụ giết người. Còn tư lệnh IRGC, tướng Hossein Salami cảnh báo rằng Israel không thể thoát khỏi hậu quả của cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus. Hai quan chức Iran được tờ New York Times dẫn lời hôm 5 tháng 4 cho biết Iran đã đưa ra quyết định tấn công trực tiếp vào Israel. Trong một động thái nhằm trả thù cho cái chết của 7 quan chức Iran, trong đó có 3 tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Trong khi đó, một quan chức Washington cho biết Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công không thể tránh khỏi của Iran trong tuần tới nhằm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực. CBS News đưa tin rằng Mỹ đã thu thập thông tin tình báo cho thấy Iran đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái Shahed và tên lửa hành trình, thậm chí là cả tên lửa đạn đạo. Theo thông tin từ giới tình báo Mỹ, cho đến ngày 6 tháng 4, họ vẫn chưa biết đích xác thời gian và mục tiêu tấn công đáp trả của Iran. Nhưng hành động này dự kiến sẽ diễn ra trước khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc vào tuần tới, bắt đầu từ 11 tháng 3 và kết thúc vào 10 tháng 4. Trong bối cảnh đó, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Badouri hôm 6 tháng 4 lại một lần nữa đe dọa trả đũa Israel về cái chết của 7 quan chức IRGC trong cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4. Phát biểu tại một buổi lễ ở thành phố miền trung Isfahan để tưởng nhớ Mohammad Reza Zahedi, một trong hai thiếu tướng thiệt mạng của lực lượng Quds, đơn vị hoạt động ở nước ngoài của IRGC. Ông Mohammad Badouri nhấn mạnh rằng những kẻ thù của đất nước ông sẽ phải hối tiếc về vụ giết người và đe dọa sẽ gây ra thiệt hại tối đa cho Israel. Tuy nhiên, vị quan chức cao cấp của quân đội Iran cũng cho biết rằng phản ứng của Iran sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm, với độ chính xác và kế hoạch chặt chẽ, đồng thời gây thiệt hại tối đa cho kẻ thù để chúng phải hối hận về hành động của mình. Theo bình luận của giới truyền thông Nga, bất chấp mọi nỗ lực của Israel nhằm lôi kéo Iran vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, theo AV khó có thể đạt được mục đích. Tehran đã không mắc mưu trước hành động khiêu khích và không phản ứng đáp trả ngay lập tức sau vụ tấn công. Một xác nhận khác về sự bình tĩnh của Iran là tuyên bố của ông Mohammad Hossein Bakery về việc Tehran chắc chắn sẽ trả thù vụ sát hại công dân của mình, nhưng trả thù là món ăn nguội. Iran sẽ quyết định thời điểm phù hợp và cách thức thực hiện hoạt động trả đũa sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Iran có đủ số lượng và chất lượng các phương tiện để trả đũa Israel, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đến UAV tấn công, nhưng nước này không vội vàng. Bởi trong thời điểm hiện nay, Mỹ và Israel đang hết sức cảnh giác và tập trung mọi lực lượng để đề phòng vụ tấn công của Tehran, nên tấn công vào thời điểm hiện nay sẽ không đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mỗi tháng nền kinh tế nhà nước Do Thái đang sa sút, 1/3 GDP của đất nước đã bị mất đi, áp lực đang đè nặng lên chính theo AV chứ không phải Tehran. Do đó, Iran đang thể hiện sự bình tĩnh, chờ đến khi nỗi thất vọng của người dân Israel chạm đáy và sự cảnh giác của Tel Aviv đã lơi lỏng. Lúc đó đòn tấn công mới được tung ra, gây hậu quả khủng khiếp đối với Israel. Tình hình ở Trung Đông tiếp tục nóng lên và Nhà Trắng không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran. Mối quan ngại được đưa ra sau cuộc không kích chết người vào Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo ở Syria, khiến hai tướng và 5 sĩ quan vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC thiệt mạng. Iran tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công và gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington rất quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Trước tình hình trên, chuyên gia về Trung Đông Lyudmila Samarskaya tin rằng một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran khó có thể xảy ra mà nhiều khả năng các bên sẽ tiếp tục hành động thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Nhà phân tích lưu ý rằng ngay từ khi bắt đầu xung đột Palestine-Israel, đã có những lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, nhưng cho đến nay điều đó đã tránh được. Trong diễn biến mới nhất, ông John Kirby nói với CNN rằng Nhà Trắng lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang thành chiến tranh toàn diện sau vụ tấn công. Vị quan chức nói thêm rằng tất cả chúng tôi đều rất coi trọng vấn đề này. Không ai muốn xung đột leo thang. Ông Kirby cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã thảo luận về mối đe dọa thực sự từ Iran đối với nhà nước Do Thái. Để đối phó những lời đe dọa trả đũa của Iran, Israel đã thực hiện các biện pháp cảnh giác cao độ. Quân đội Israel đình chỉ nghỉ phép đối với tất cả mọi đơn vị và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả hàng không.
Tất cả các nhà phân tích đều đồng ý rằng một cuộc chiến giữa Iran và Israel sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, sẽ Iran tránh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột vũ trang và cả hai bên đều không tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau. Mặc dù vậy, nỗi lo Iran sắp tấn công Israel không phải tự nhiên mà có. Cổng thông tin Axios dẫn các nguồn tin từ Tel Aviv cho biết Mossad có thông tin tình báo cho thấy Iran sẽ tấn công Israel từ lãnh thổ của mình bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái. Bất chấp những lo ngại, giới chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran. Họ cho rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức những cuộc tấn công phẫu thuật. Nhưng cần lưu ý thêm, tình hình vẫn căng thẳng và không có gì đảm bảo rằng một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.